Kim Mô Tô chào anh em nhá. Em đang đi ship xe cho bác trai ở Lương Sơn, Hòa Bình. Hai chiếc xe Win huyền thoại 100, một đỏ, một đen. Đây, em đang vào vùng núi đây anh em này. Đây này. Đây nhá, đây chiếc màu đỏ này anh em nhìn thấy chưa? Còn bên này chiếc màu đen này. Chiếc màu đen này bác ấy gửi nhờ em dọn. Và bác mua thêm một chiếc màu đỏ xác xe nhà em luôn. Là tổng hai chiếc, một đỏ, một đen. Đấy, và nhờ em phục dựng lại là giá chỉ từ 20 triệu trở lên. Đấy, và bác vào thêm đồ. Vào cái gì, giá cả bao nhiêu, tình trạng nào em đã nói rõ công khai. Và bây giờ em dọn xong rồi là bây giờ em ship tận nhà bác đây. Anh em đợi cái kết để xem em ship tận nhà bác ấy. Bác đi thử, bác kiểm tra. Đấy, bác có ưng hay không, bác có đếm tiền này. 300m nữa, rẽ trái. Đấy, 300m rẽ trái. Anh em ơi, em sắp đến nhà bác đây rồi nhá. Rẽ phải, sau đó rẽ phải. Còn mấy trăm mét là đến, 600m là đến, 400m là đến. Anh em đợi cái kết xem em đến nhà bác ấy. Em giao xe có thành công hay không nhá. Đây, xe đằng sau đúng đây anh em này. 200m nữa, điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Ok anh em nhá, 200m đây đến nơi rồi. Đấy, đây rồi. Mà tối thế anh em. Đây. Đây, quay hàng trước này. Đây, quay hàng trước. Nói điện không nghe máy đấy thì đau đầu nhỉ. Đá to cho anh em ơi. Đấy, đồi núi luôn. Đây, xe đây anh em nhá. Là một đôi luôn, một đỏ một đen. À, không nghe máy rồi thì em gọi số điện thoại vậy. Vẫn đang điện cho bác ở đây. Bác chưa nghe máy anh em ạ. Đây. Nhà quả núi to đùng đây. Em đợi cái kết em xem giao xe như nào nhá. Đấy thì giao cái xe cũng vất vả lắm anh em ạ. Em rất mong những bác khách hàng sau này khi em giao xe các bác để ý điện thoại giúp em. Chứ đi giao xe của này rất là mất thời gian anh em ạ. Đấy. Bác để ý điện thoại giúp em chứ. Cái này chết em. Đến nơi rồi nhưng mà gọi không nghe máy này. Hai con xe Win một đỏ một đen. Đấy, không nghe máy này. Gọi lại cột nữa. Rõ anh rảnh bác đang hoạt động đây mà. Anh em đợi cái kết nhá. Cái này chết giả rồi. Thôi khả năng đi núi kia thôi, đi núi chính thôi. Khả năng đi núi chính thôi. Định vị đây chỉ núi này. Ok để em vòng xe lại em nối cửa kia đi. Nối cửa kia đi. Không nghe máy rồi. Em đang lùi lại thì bác gọi điện nghe máy này. Alo. Alo alo. Em đang ở cổng, em đang cổng sau ấy, em điện cho bác không được. Không phải cổng sau đâu, đấy là em đi định vị là nhầm rồi, em lùi ra đường, lùi ra ngoài. Lùi ra ngoài thì bác. Đi quá lên 300m, đi lên hướng, từ Hà Nội lên hướng thêm 300m nữa, có một cái gọi là Bách Hóa Bảo Anh. Vâng. Thì em dễ vào, chứ không phải cái đường đấy là cổng sau nhưng mà không phải nhà anh. À thế ạ, vâng đúng rồi, ok bác, để em quay lại. Không phải là quay lại mà lùi ra đường xong đi về hướng Hòa Bình. Rồi em biết rồi, ok bác. Thêm khoảng 300m. Vâng ạ, vâng ạ. Bên tay trái đường. Vâng, cảm ơn bác. Vâng. Ok anh em nhá. Đây. Đấy, xe đây. Đấy, điện cho bác được như này. Cái định vị nó khổ thế anh em ạ. Đây, lùi ra đường này vào nhà bác chính. Cái cổng sau này không phải nhà bác, của nhà khác. Kiểu cùng một quả đồi ấy anh em. Ok anh em nhá. Em đến nơi giao xe cho bác đây rồi. Cái mic của em này bị mất mic anh em ạ. À, em cắm mic đây là không ăn mic đây này. Em giao xe cho bác thành công hai chiếc xe rồi anh em nhá. Bác nhận xe và bác bảo là riêng hai con xe này bác không bán mà bác chỉ cho mới tặng thôi. Thế bác bảo trông nó qua ông anh hay em hay bạn gì đấy, trông nó qua là bác ấy tặng chiếc xe đỏ này cho cái anh đi trước. Còn chiếc xe đen này anh cất đi. Lúc nào có ông anh nào ở trên Hà Nội hay là trong miền Nam ra là anh tặng luôn. Nhà bác ấy rất nhiều xe luôn, đây chỉ là một cái hôm tây nhỏ nhà bác ở đây thôi. Còn nhà bác còn mấy cái hôm tây ở trên Hà Nội nữa cơ. Đấy. Đấy, con này giận nhà phát lổ anh em ạ. Đấy, giận nhà phát lổ đây. Nhưng bị mất mic anh em ạ. Đấy, bây giờ bắt đầu anh ấy đợi ông anh kia đến là bác ấy tặng ông anh đấy anh em ạ. Đấy, giận nhẹ phát lổ nhưng bị mất mic nên em thông cảm nhá. Tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe, dọn xe, theo dõi em, ủng hộ em, nhấn mạnh chủ mua thì alo cho em, đừng nhắn tin. Đấy, anh em alo cho em chứ đừng nhắn tin nhá. Em sẽ tư vấn cho anh em trực tiếp, cho anh em xem xe trực tiếp. Và đặc biệt là em ship tận nhà anh em. Anh em đi thử, ok, đồng ý duyệt rồi mới trả tiền anh em nhá. Đấy, với Trung Kiên nó là như thế anh em ạ. Quan điểm anh em mua bán xe nó rõ ràng luôn, thuận mua thì vừa bán, giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu anh em nhận về giá trị xe bấy nhiêu và tiền nào thì của ấy.
Đấy, còn em đã trả tận nhà anh em rồi thì anh em yên tâm, đúng không? Mình gọi là trả tận nhà các bác. Đấy, còn nhấn mạnh thêm một điều nữa là anh em đủ lòng tin thì anh em mua xe nhà em, còn anh em không đủ lòng tin anh em theo dõi em thì mua sau. Đấy anh em nhá. Đi Bắc Giang, đây đây hai chú rồi. Cháu đi Bắc Giang, hẹn nhưng mà hẹn giờ rồi, nó mất thời gian. Không, nó sao cái bác là không, nó nhỡ gì rồi. Không, không, lên đây, muốn bắt cơm. Bắt cơm phải gì cả, mày đi đường, mày cũng phải dừng lại đấy. Ok, thôi rồi, nếu bác nói thì anh em ơi, chúc cả thành công, em về em cơm á. Chào anh em. Bác em về đây. Chào anh chị nhá, ok. Đây, xin mời anh em nhá. Đây anh em ơi, xe bác rồi nhá, em xin phép em về rồi. Cảm ơn anh em nhá, anh em mua xe dọn xe theo dõi em ủng hộ em. Bác này là bác Uông Trường Giang, nhà bác ạ, Hòa Bình. Đấy, nhà bác ở Mai Sơn, Hòa Bình. Đấy. À cái gì nhỉ? Cái này gọi là cái gì Sơn nhỉ? Lương Sơn, Hòa Bình, Lương Sơn Bạc anh em ạ. Đây này, chốt kèo thành công em nhá. Đấy, chiếc xe đã bác ấy nhận rồi. Một đỏ một đen, thì chiếc xe đỏ bác ấy cho luôn rồi. Đấy, chiếc xe đen bác đi lúc nào mà có khách bác lại cho. Bác này thì bác rất nhiều xe. Đấy, nhưng mà bác không bao giờ bán, bác chỉ cho và tặng. Đấy, bây giờ kèo tiếp theo của em này, em đi về Hà Nam, em tiếp tục chở một chiếc xe đi bây giờ là 2 giờ, về Hà Nam là 4 giờ. 4 giờ em chở đi Bắc Giang một xe và chở đi Thái Nguyên một xe nữa. Đấy, xe. Chưa em giao 2 xe ở Hòa Bình. Bây giờ em về Hà Nam. Đấy, thì em giao chiếc xe ở Bắc Giang và Thái Nguyên nữa, anh em đợi cái kết tiếp nhá. Đấy. Giao xe thành công rồi anh em nhá. Ok. Chào tất cả anh em giao được chính rồi. Em về đây.